Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1521, Bạo Phong Thần, hai nàng là Bạo Phong Thần, Phong Phiêu Lạc, nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, cũng là nhân vật làm cho đầu người đau nhất Nam Xích Địa. Tại một bên khác, bọn người Y Xuyên, An Y đều bị khóa lại, toàn bộ bọn hắn quỳ trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Rất tốt, người rốt cục đến nhận tội, Bạo Phong Thần cao cao ngồi ở trên long ỉ, nhìn lấy lý thất dạ đi tới cười lạnh nói ra tất cả mọi người không khỏi ngừng thở tất cả mọi người muốn nhìn lý thất dạ làm sao đối mặt nữ bạo quân này một chút nhận tội lý thất dạ nở nụ cười nhìn thoáng qua bạo phong thần ngồi ở trên long ỉ nói ra ai nói ta là tới nhận tội thật sao bạo phong thần nở nụ cười cười lạnh nói ra tiểu bối nếu như ngươi không đến nhận tội ta cũng có thể thẳng ngươi nhưng mà từ đó về sau ta sẽ giết sạch bất luận người nào cùng ngươi có liên quan người bên cạnh ngươi người ngươi nhận biết, tỉ như thanh liên tông, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong vòng ba ngày, huyết tộc ta liền có thể giết sạch thanh liên tông. Ha ha, ngươi bây giờ liền có thể đi, bảo phong thần cười nói ra. Ta trước hết giết bọn hắn, để ngươi minh bạch huyết tộc ta quyết tâm, nói xong, nàng chỉ vào bọn người y xuyên, bạo phong thần cười âm hiểm nói ra. Ta có thể lưu ngươi một mạng, để ngươi một mực sống sót, nhưng, từ đó về sau, ngươi muôn đời không được sống yên ổn, ngươi kết một người bạn, huyết tộc ta liền giết một cái coi như trăm ngàn năm sau, huyết tộc ta cũng sẽ giết sạch con cháu của ngươi, giết sạch hậu đại của ngươi, để ngươi vĩnh sinh không được an bình. Bảo phong thần âm hiểm cười để cho người ta nghe mà dùng mình, đặc biệt là nàng nói ra lời như vậy, càng làm cho người không khỏi run rẩy một cái. Không có người sẽ hoài nghi năng lực của bạo phong thần, thậm chí có thể nói, không cần nàng tự mình động thủ, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, tại huyết tộc tuyệt đối sẽ có rất nhiều người vì nàng hiệu chung, chấp hành mệnh lệnh của nàng, đi, đi lấy bạo phong thần một chút, Lý thất dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra. Đã tới, ta liền không có nghĩ tới sẽ đi, không giết sạch các người, ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Hôm nay, ta không chỉ muốn giết sạch các người, còn muốn giết sạch bất luận huyết tộc nào đối địch với ta, khiêu chiến tôn uy của ta. Hắc, hắc, hắc khẩu khí thật lớn, bảo phong thần cười âm hiểm một tiếng, nói ra. Tiểu bối, sâu kiến như ngươi cần gì muốn bản tọa động thủ, chỉ cần ta mở miệng, liền đủ để ngươi hôi phi yên diệt, nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc này, hai bên trái phải trong nháy mắt đó ra hơn 30 lão giả, những lão già này toàn bộ tóc trắng xóa, mặc dù bọn hắn huyết khí đã suy, nhưng mà, trên người bọn họ phát ra khí tức đại hiền để rất nhiều người trong lòng run lên một cái, cái này không phải lão tổ bình thường, đây đều là đại hiền đỉnh phong. Là cường nhân trong truyền thuyết, tồn tại bất hủ, đao đế tông, huyết ma tộc, vương gia, nhìn thấy những lão tổ này, có một ít đại nhân vật nhận ra lai lịch của bọn hắn không ít người vì đó run lên, lão tổ xuất hiện ở nơi này, xích dạ quốc ngược lại ít, những lão tổ này đa số là đến từ huyết ma tộc. Nhìn thấy đội hình như vậy, để không ít người trong nội tâm run rẩy, Bảo phong thần nói một câu, liền để đông đảo lão tổ của đao đế tông, vương gia, huyết ma tộc vì nàng cống hiến sức lực, đây là lực hiệu triệu cường đại dường nào, cái này thật sự là quá đáng sợ. Nếu như ngươi muốn rời đi, có thể rời đi, ta sẽ không ép ngươi ở lại, bảo phong thần cười gằn, nói ra, nếu như ngươi không nhận tội, vậy ngươi liền vĩnh sinh không được an bình, chỉ bằng bọn hắn liền có thể bảo hộ ngươi. Lý thất giả nhìn thoáng qua lão tổ hai bên trái phải, lộ ra tiếu dung. Bạo phong thần lạnh lùng bao quát lý thất giả, cười lạnh nói ra: tiểu bối, ta biết ngươi có năng lực khó lường, nhưng mà không có lôi tháp, coi như ngươi là thần hoàng, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Lý thất giả nhìn lấy bạo phong thần, hắn không khỏi nở nụ cười, nói ra: phong phiêu lạc a à phong phiêu lạc, bao nhiêu năm qua đi, ngươi một chút cũng không thay đổi vẫn là dạng bát phụ kia vô tri ngu xuẩn ngay cả một phần triệu trí tuệ của phụ thân ngươi cũng không có kế thừa người người đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng chỉ có thể nói trần huyết tiên đế thật là đáng tiếc một đời tiên đế anh minh lại sinh ngươi một nữ nhi xuẩn vật phụ thân ngươi lấy thủ đoạn nghịch thiên vì ngươi trùng tạo thể chất nhưng mà ngươi lại ngu đến mức chỉ có thể miễn cưỡng leo lên thần vương cảnh giới mà thôi còn ngu đến mức khắp nơi nói ngươi đã thành thần hoàng a à, nếu như một con lợn có thể đem thiên hoa vật bảo coi như ăn cơm, như vậy, nó cũng có thể thành một. Thần vương, nói đến đây, hắn lắc đầu nói ra, tốt à, nếu như nói, tiên thiên xuẩn độn, cái kia còn có thể tha thứ, dù sao, cũng không phải ai sinh ra liền là thiên tài, nhưng mà, làm nữ như tiên đế, người thật sự là ngu đến không có thuốc chữa. Còn càng ngày cho là mình sống ở thời đại phụ thân người quân lâm thiên hạ, càng ngày còn bài biện tư thái đế nữ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hiện tại bên cạnh ngươi lưu lại đều là người nào một đám a à miêu a à cầu một đám xuẩn vật mà thôi nếu như không phải người ngu xuẩn đến không có thuốc chữa năm đó phụ thân ngươi lưu lại chiến tướng chỉ sợ đều nguyện ý lưu ở bên cạnh ngươi vì ngươi hiệu chung nhưng mà hiện tại ngươi nhìn một chút những chiến tướng kia đều nhao nhao lấy cớ lánh đời không có một cái nào nguyện ý đi theo ngươi là một đế nữ lăn lộn đến thất bại cỡ nào mới có thể để cho chiến tướng trung thành tuyệt đối rời sang ngươi mà đi lấy phụ thân ngươi năm đó ân huệ bọn hắn ngươi vậy mà có thể lan lộn đến để bọn hắn không nguyện ý đi theo ngươi, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng không khỏi đáng thương nhìn lấy Bạo Phong Thần, Lý Thất Dạ chế giễu một trận lập tức để sắc mặt Bạo Phong Thần khó coi tới cực điểm, cả người nàng bị tức đến run dày, ngón tay nàng chỉ vào Lý Thất Dạ cũng không khỏi run dày. Đức đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ không người nào dám nói với Bạo Phong Thần lời như vậy, hiện tại, Lý thất dạ lại ở trước mặt người trong thiên hạ chế diễu bạo phong thần như thế, cái này thật sự là để cho người ta trợn tròn mắt, thống khoái. Có một ít lão tổ âm thầm hoan hô một tiếng, những người từng cùng bạo phong thần có tiếp xúc kia đều không khỏi thầm hô quá sung sướng, bọn hắn cũng chịu không được bạo phong thần, chỉ bất quá, khiếp sợ thần uy của nàng, không dám phản nàn mà thôi. Hiện tại lý thất dạ thống khoái mắng bạo phong thần, bọn hắn cũng không khỏi thống khoái, cái này thật sự là quá đã nghiền trương 1522, phệ huyết chú một tiểu 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 xúc sinh ngón tay bạo phong thần chỉ vào lý thất dạ cũng run rẩy nàng đều sắp bị tức nổ tung tiểu xúc sinh hôm nay bản tọa còn muốn để ngươi sống nhưng mà hiện tại bản tọa thay đổi chủ ý bạo phong thần chỉ vào lý thất dạ nghiêm nghị kêu lên hôm nay bản tọa muốn lột da của ngươi quất nát ngươi uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi được rồi đừng giống bát phụ chửi đồng như vậy lý thất dạ phất tay đánh gãy nàng nói ra nếu như ngươi bây giờ thằng người hướng ta nhận sai xem ở phương diện tình cảm phụ thân ngươi trần huyết tiên đế ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu không cho dù ngươi có phụ thân ngươi trần huyết tiên đế che chở hôm nay ta cũng đem ngươi đính ở trên tường bắt hắn lại cho ta bạo phong thần bị tức đến thổ huyết đối với hơn ba mươi vị huyết ma tộc lão tổ đứng ở hai bên trái phải quát lên lý thất dạ nhìn thoáng qua hơn ba mươi vị lão tổ lộ ra tiếu dung nói ra thôi được ta cũng muốn xem thử các ngươi có bản lãnh gì nói ra một ước đi tới vị lý thất dạ khinh thị như thế hơn ba mươi vị lão tổ cũng là sắc mặt khó coi bọn hắn hư lạnh một tiếng trong nháy mắt đem lý thất dạ vây quanh lấy thân phận của bọn hắn mà nói hơn ba mươi người bọn hắn liên thủ đó là lấy nhiều khi ít lấy già lấn nhỏ thậm chí là có hại anh danh của bọn hắn nhưng mà lần này lý thất dạ khinh người quá đáng trước mặt người trong thiên hạ xem thường bọn hắn như thế nếu như không cầm xuống lý thất dạ không cho hắn sống không bằng chết đó thật là khó tiêu trừ mối hận trong lòng bọn hắn oanh trong nháy mắt này huyết khí của lý thất dạ ngoại phóng huyết khí bá đạo giống như chân long vọt lên bầu trời ở trên không bao quát chúng địch khí thế khinh người ra tay đi lý thất dạ thần thái phi dương nhìn quanh ở giữa bể nghệ thiên hạ hoành thế bạc khí trong nháy mắt này hắn là hoàn toàn biến thành người khác chính là như vậy thiên tài nhân tộc chúng ta đại hiền không tầm thường nhìn thấy lý thất dạ thần thái phi dương nhân tộc cường giả dạ không khỏi vì đó hoan hô một tiếng tự tìm đường chết lúc này lão tổ huyết ma tộc hét lớn một tiếng, hơn 30 vị lão tổ trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, bọn hắn tay nâng tay rơi, kết phong ấn, phù văn hiển hiện, trong nháy mắt phong tỏa thiên địa, ông một tiếng vang lên, lúc này toàn bộ phân đà đều hiện lên huyết quang. Trên mặt đất hiện lên một cái trận thức vô cùng to lớn, từng đầu trận tuyến sợi ngang sợi dọc giao thoa, trong trận hiện lên từng cái phù văn thâm ảo, mặc kệ là trận tuyến sợi ngang sợi dọc hay là trận phù, toàn bộ đều là huyết quang thông thấu, tựa như là ngâm ở bên trong máu tươi. Cùng lúc đó, hơn 30 vị lão tổ cũng đồng dạng là huyết quang trùng thiên, toàn thân bọn hắn thấu đỏ, cả người thoạt nhìn như là thẩm thấu ở trong huyết trì. Ở thời điểm này, sự tình đáng sợ phát sinh, nghe được tiếng oanh minh oanh, oanh, oanh vang lên, huyết khí của lý thất dạ vốn là phóng lên tận trời vậy mà không chịu lý thất dạ khống chế. Hơn 30 vị huyết mà tộc lão tổ điên cuồng thôn vệ lấy huyết khí của lý thất dạ, vệ huyết chú. Nhìn thấy một màn dạng này, ngay cả lão tổ xuất thân từ huyết tộc cũng không khỏi giật nảy cả mình, hoảng sợ nói ra, oanh oanh oanh, lúc này từng đợt ầm ầm vang lên, huyết khí của Lý Thất Dạ không hề bị khống chế, giống như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng dâng trào hướng hơn 30 vị huyết ma tộc lão tổ. Mà huyết ma tộc lão tổ điên cuồng thôn vệ lấy huyết khí của Lý Thất Dạ, giống như là muốn đem huyết khí của Lý Thất Dạ chiếm thành của mình, phải huyết chú, nghe nói như thế, mặc kệ là huyết tộc lão tổ hay là đại nhân vật các tộc khác, cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Huyết tộc lão tổ càng là kinh hãi, lầm bầm nói ra, thủ bút thần lớn, vừa ra tay liền là phệ huyết chú, cái này có thể tính là huyết ma tộc trấn tộc chi thuật. Hơn nữa truyền ngôn nói bất kỳ một truyền thừa nào của huyết ma tộc đều không thể hợp lại toàn bộ, nhất định phải hai ba truyền thừa liên thủ mới có thể hợp lại ra phệ huyết chú hoàn chỉnh. Tiểu Súc Sinh, hôm nay coi như ngươi là thần hoàng, cũng sẽ rút khô huyết khí của ngươi để ngươi trở thành phế nhân. Lúc này, Bạo Phong Thần xâm nhiên cười một tiếng, nói ra, hôm nay ở chỗ này, đừng nói là ngươi một tiểu Súc Sinh, dù đến ba năm thần hoàng ở dưới phệ huyết chú cũng là một con đường chết xem ra bạo phong thần đã sớm đến có chuẩn bị nàng không chỉ là triệu tập chư tổ huyết ma tộc có thể chắp vá đủ phệ huyết chú còn mời người ở phân đà bày ra phệ huyết chú bất kể là ai một khi bước vào phân đà liền rơi vào trong thiên la địa võng đến lúc kia liền là thịt cá trên thớt gỗ mà người chém giết có lão tổ không khỏi sợ hãi nói Phệ huyết chú là một chú trận cực kỳ mạnh mẽ mà đáng sợ truyền thuyết chú trận này truyền thừa từ huyết tổ thủy địa nó cực kỳ cổ lão mà cửu viễn nếu như địch nhân rơi xuống bên trong trận này vậy liền thành thịt cá trên thớt gỗ hắn sẽ bị trận này rút khô tất cả huyết khí cuối cùng trở thành phàm nhân tay trói gà không chặt coi như đạo cơ của ngươi y nguyên còn đó không có huyết khí đây cũng giống như là cá mất nước trong nháy mắt tất cả huyết khí của lý thất dạ bị rút khô cả người hắn tái nhợt ở thời điểm này lý thất dạ ngay cả đứng cũng đứng không vững hai chân trực tiếp run dày cái này khiến hắn thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng ngã xuống, thật là đáng sợ. Nhìn thấy lý thất dạ trong nháy mắt bị rút sạch tất cả huyết khí, cả người tái nhợt đến đáng sợ, để người thấy một màn như vậy cũng không khỏi dùng mình, tráng niên chết yểu, chuyện này quá đáng sợ. Cập lý thất dạ luôn lạc tới tình trạng như vậy, mặc kệ là nhân tộc hay là cường giả các tộc khác, cũng không khỏi vì đó bóp cổ tay, còn huyết tộc thì xâm nhiên cười một tiếng, rét cam cam nói ra, cùng huyết tộc chúng ta là địch, tuyệt đối không có kết cục tốt, người phạm huyết tộc ta, xa đâu cũng giết. Lúc này, nhân tộc cường giả cũng chỉ có trầm mặc, người biết trận này lợi hại minh bạch, một khi bước vào trận này, coi như là đại hiền khó lường, cũng sẽ thành thịt cá trên thớt gỗ, mà người chém giết, không người nào nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu lý thất giả. Tiểu súc sinh, chúng ta sẽ không lập tức giết chết người, lúc này, một vị lão tổ của huyết ma tộc sâm nhiên cười nói ra, chúng ta sẽ từng đao từng đao dốc thịt của người, vì đệ tử đau đến môn ta báo thù. Nhưng mà, Lúc này coi như Lý Thất Dạ đứng không yên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hắn vẫn lộ ra tiếu dung, vẫn là nhàn định tự tại, cười nói ra, các người biết câu cá không, nếu như muốn câu cá lớn, vậy thì nhất định phải thả dây dài. Hiện tại, cá lớn đã nuốt mồi, đó nên là thời điểm ta thu dây chương 1523. Phệ huyết chú, hai vừa dứt lời, mệnh cung của Lý Thất Dạ vừa mở, sinh mệnh hồng lô hiền hiện, sinh mệnh hồng lô trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, mà thiên đạo thủy tự lạc ấn ở trên sinh mệnh hồng lô trong nháy mắt sáng chói chói mắt. Ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, toàn thân lý thất dạ huyết quang thấu thể, toàn bộ phệ huyết chú đại trận bị lý thất dạ nắm ở trong tay, không có khả năng. Giữa thạch hòa điện quang này, hơn 30 vị lão tổ huyết ma tộc cảm nhận được mất đi không chế đối với phệ huyết chú, bọn hắn hãy nhiên thất sắc, bất khả tư nghị thét to. Keng một tiếng vang lên, trên người lý thất dạ hiện lên hỏa quang, thanh âm rơi khóa vang lên, một thanh cự khóa xuất hiện ở trên lồng ngực lý thất dạ tinh hỏa lượn lờ tư 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 giữa thạch hỏa điện quang này thanh âm thiêu đốt vang lên một cỗ hương vị trái khét gầy mũi tràn ngập toàn bộ thiên không không cùng lúc đó hơn 30 vị lão tổ huyết ma tộc không khỏi thê lương tuyệt vọng kêu thảm một tiếng bởi vì toàn thân bọn họ bốc cháy lên thái dương tinh hỏa đáng sợ từ trong cơ thể của bọn hán thiêu đốt từ bên trong ra ngoài trong nháy mắt đem bọn hán đốt thành cho tàn cái tốc độ này quá nhanh lão tổ huyết ma tộc căn bản bất lực, quản chi bọn hắn là tồn tại bất hủ, cũng không thể ngăn chặn thái dương tinh hỏa từ trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt ra. Trong nháy mắt, hơn 30 vị lão tổ huyết ma tộc bị đốt thành tro. Tiếp theo, nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, cho cốt trên đất bay ra từng đạo từng đạo tinh hỏa pháp tắc đỏ như máu, từng đầu từng đầu tinh hỏa pháp tắc này trong nháy mắt đầu nhập vào thể nội của Lý Thất Dạ, trong nháy mắt để Lý Thất Dạ khôi phục huyết khí, sắc mặt lập tức bình thường, đây hết thảy phát sinh quá nhanh nhanh đến để cho người ta không thể kịp phản ứng trong nháy mắt bóc ra phệ huyết chú khống chế trong nháy mắt đem hơn 30 vị lão tổ đốt thành trò cùng lúc đó lý thất dạ đoạt lại huyết khí mất đi trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người bị chấn động đến không cách nào lấy lại tinh thần thiên đạo thủy tự cửu dương tỏa thiên công hai môn vô thượng chi thuật này vừa ra liền lập tức khắc chết phệ huyết chú phệ huyết chú chính là truyền thừa từ huyết tổ thủy địa mà thiên đạo thủy tự chính là khởi nguyên hết thảy công pháp của huyết tộc, có thể nghĩ, Thiên đạo thủy tự vừa ra, hết thảy công pháp của huyết tộc đều ở dưới nó khống chế, tức là phệ huyết chú, đó thật là rất đơn giản. Hơn 30 vị lão tổ huyết ma tộc thôn phệ huyết khí của Lý Thất Dạ, vậy đơn giản là tự tìm đường chết, cử dương tòa thiên công là thủy tổ phương diện này. Bọn hắn nuốt vào huyết khí của Lý Thất Dạ, cái kia bất quá là nuốt bom mà thôi, huyết khí bị nuốt vào trong nháy mắt hóa thành tinh hỏa pháp tắc, luyện hóa huyết khí bản thân bọn hắn tức đoạt tất cả tinh hoa của bọn hắn mặc dù huyết khí suy yếu nhưng trung quy là đại hiền có chút ít bổ lý thất dạ chép miệng tắc lưỡi bộ dáng có chút mỹ vị lộ ra tiếu dung nói một màn này lập tức để mọi người dùng mình người dùng chính là tà thuật gì bạo phong thần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng vì đó kịch biến nhìn chăm chập lý thất dạ nói ra tà thuật nhìn lấy bạo phong thần lý thất dạ không khỏi cười lắc đầu nói ra phong phiêu lạc a à phong phiêu lạc ngươi đơn giản liền là mất hết mặt mũi của phụ thân ngươi. Làm đế nữ, ngươi vậy mà kiến thức nông cạn như thế, thô tục như thế, lời nói thật lòng, nếu như ngươi không phải nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, ngươi thật đúng là không còn gì khác, ngay cả thôn nữ dùng tục nhất thế gian cũng không sánh nổi, tiểu xúc sinh, muốn chết. Bạo phong thần cuồng nộ, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt vồ giết về phía lý thất dạ, tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nàng vừa ra tay liền là đế thuật, hoành phách cửu thiên, cả người nàng tưởng như bạo long đánh thẳng tới đối với nàng mà nói bất luận là thứ gì ngăn ở trước mặt nàng đều sẽ bị ép diệt trong nháy mắt mặc dù nói bạo phong thần đích thật là xuẩn độn nhưng mà nàng trung quy là một thần vương thời điểm nàng vừa ra tay chính là tinh không chìm nổi nhiệt nguyệt ảm đạm tư thái thần vương nghiền ép hết thầy trung quy là thần vương a cặp bạo phong thần vừa ra tay cái tư thái hoành phách nghiền ép kia để cho người ta kính sợ coi như lão tổ đối với bạo phong thần bất mãn cũng không thể không thừa nhận bạo phong thần đích thật là có vốn liếng ngang ngược. Ông một tiếng, ngay trong nháy mắt bạo phong thần muốn đem lý thất dạ nghiền ép, ngay trong nháy mắt bạo phong thần cách lý thất dạ chỉ có gang tấc, thời không đột nhiên ba động một chút. Ngay trong một chớp mắt này, thời gian tựa như đình chỉ, hết thầy đều trở nên chậm chạp, coi như là thời gian cũng trở nên giống như ốc sen bò, trọng mạng lĩnh vực, trong nháy mắt này, lý thất dạ đã triển khai trọng mạng lĩnh vực, mà ở trong lĩnh vực này, lý thất dạ là chủ tể. Ở bên trong trọng mạng lĩnh vực, bất kể là ai, đều sẽ nhận áp chế, trong này, tốc độ lại nhanh cũng sẽ lập tức chậm lại vô cùng, quản chi là thời gian, ở trong này cũng sẽ chậm giống như ốc sen bò, hơn nữa ở trong này, lại nhận trọng lượng vô cực chấn áp. Cho nên, một khi bước vào trọng mạng lĩnh vực, hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng đình trệ, giống như là ba ngàn thế giới ép ở trên thân thể ngươi, hơn nữa độ dây như độ năm. Phanh một tiếng vang lên, coi như bạo phong thần cũng không đột phá nổi trọng mạng lĩnh vực, trong này, nàng là nhận áp chế tuyệt đối của lý thất dạ lý thất dạ đánh xuống một quyền lập tức liền đánh bạo phong thần rơi trên mặt đất đánh đến nàng máu tươi cùng phun lúc này lý thất dạ bắt lại tóc của bạo phong thần phanh 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 một trận thanh âm nện vang lên chỉ gặp lý thất dạ nắm lấy tóc của bạo phong thần một lần lại một lần đem cả người bạo phong thần hung hăng đập xuống đất lần lượt nện hung ác nện đến máu me đầm đìa nhuộm hồng cả bùn đất một màn này rung động đến vô số người trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người bị chấn động đến con mắt rơi trên mặt đất đây quả thực là chuyện không thể nào bạo phong thần tại nam xích địa là cái địa vị gì người gặp người sợ quỷ gặp quỷ sầu hiện tại ngược lại tốt bị lý thất dạ nắm tóc một lần lại một lần đập tới trên mặt đất nàng đến trong tay lý thất dạ vậy đơn giản liền là sâu kiến suy một tiếng vang lên máu tươi bắn tung tóe cuối cùng bạo phong thần từ trong tay lý thất dạ chạy trốn ra ngoài nàng trung quy là một thần vương tinh thông rất nhiều đế thuật nàng lấy đế thuật vô cùng nghịch thiên thoát ly lý thất dạ khống chế, trong nháy mắt chạy trốn tới một bên. Nhưng mà, cái giá là ra đầu nàng bị lý thất dạ kéo xuống, lúc này, toàn thân nàng máu me đầm đìa, máu tươi từ trên mặt nàng chảy xuống, nhuộm hồng cả y phục, thật nhìn giữ tận kinh khủng, chương 1524, bảo bối bên trong tiểu kim quan oanh. Lúc này, đế uy cuồn cuộn, từng kiện từng kiện đế binh bay ra, trong nháy mắt, bên người bạo phong thần hiện lên năm kiện đế binh, nam kiện đế binh lấy tư thái vô thượng che chở lấy bạo phong thần vừa rồi bạo phong thần quá mức hình địch tự nhận mình là thần vương một khi xuất thủ không có khả năng một chiêu nửa thức thất bại không nghĩ tới dưới một chiêu liền bị thệt lớn cho nên tại thời khắc này một hơi tế ra nam kiện đế binh hộ thể bạo phong thần liền là bạo phong thần nàng trung quy là nữ nhi của tiên đế nàng có đế binh chỉ sợ so với bất luận kẻ nào còn nhiều hơn không khó trách nàng là con gái ruột của trần huyết tiên đế tại xích dạ quốc không có người nào so với nàng có tư cách kế thừa tất cả bảo vật của Trần huyết tiên đế hơn. nhìn thấy bạo phong thần chính là năm kiện đế binh ngộ thể, cái này khiến đông đảo tu sĩ thậm chí là lão tổ đều coi đỏ mắt, không khỏi thèm nhỏ dãi. bạo phong thần ngang ngược bá đạo đây không phải là không có đạo lý, nàng có bảo vật chỉ sợ so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. tại xích dạ quốc nàng có được tài nguyên tuyệt đối, phong phiêu lạc a à phong phiêu lạc, ta vẫn là xem trọng ngươi. lý thất dạ tiện tay đem ra đầu của bạo phong thần ném xuống đất lắc đầu nói ra. Mới vừa nói ngươi miễn cưỡng trở thành thần vương, cái kia vẫn là cất nhắc ngươi, hiện tại xem ra, ngươi bước vào cánh cửa thần vương cũng là miễn cưỡng đến cực điểm, làm đế nữ, nếu ngươi tu tâm dưỡng tính, người trong thiên hạ còn có thể tôn ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có bản sự kia, lại muốn độc đoán chuyên hoành, không biết tiến thối, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lúc này, tất cả mọi người nín thở, tại thời khắc này, coi như là huyết tộc lão tổ ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Lý Thất Dạ nắm lấy tóc Bạo Phong Thần đem cả người nàng nện trên mặt đất, cử động như vậy thật sự là quá bá đạo. Bạo Phong Thần bị Lý Thất Dạ nói làm tức giận đến thổ huyết, nàng hoàn toàn bị Lý Thất Dạ chọc giận điên lên, nàng thét to, "Từ xúc sinh, hôm nay bản vạn giết bọn hắn xong, lại giết ngươi." Nói xong, tiện tay liền hướng bọn người Y Xuyên chém tới. Bọn người Y Xuyên đã trở thành tù nhân, căn bản là thịt cá trên thớt gỗ, hiện tại đế binh của Bạo Phong Thần thẳng chém về phía bọn người Y Xuyên, bọn hắn căn bản là không có sức chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn đế binh chém tới. Phanh một tiếng, nhưng mà, đế binh không thể chém ở trên thân bọn người y xuyên, liền bị người đỡ được, ngăn lại một kích này của bạo phong thần chính là một lão đầu. Lão đầu này đầu đội mũ giấy, đê mi thuận nhãn, thoạt nhìn không có quá nhiều chỗ đặc biệt, thậm chí có thể nói, người ở chỗ này không ai có thể nhận ra lai lịch của lão đầu kia. Lão đầu này chính là thiên huyền lão nhân, hắn đỡ được một kích của bạo phong thần, vẫn là nhàn định tự tại, tựa hồ là sự tình gì cũng không có phát sinh. Ngươi là ai, gặp lão đầu kia đỡ được một kích của mình, Bạo Phong Thần lập tức quát to. Thiên Huyền lão nhân bỏ đi mũ giấy, chào mừng một cái, chậm rãi nói ra, "Bạo Phong Thần, lão là người phương nào không đủ thành đạo, tôn giá làm đế nữ, phải biết tiến thối, phải biết mình thân bảo chiết, chớ nhục đế uy của Trần Huyết Tiên đế." Lăn. Bạo Phong Thần xuất thủ liền là đế binh, quét ngang thiên địa, Thiên Huyền lão nhân trong nháy mắt đạp không mà lên, tiện tay một dẫn, một kích của đế binh trong nháy mắt kích lên thiên khung thiên huyền lão nhân là siêu phù mà lên, bao trùm cửu thiên, tôn giá muốn chiến, lão cùng ngươi chiến một trận, không cần lý công tử xuất thủ. Lúc này thiên huyền lão nhân ở trên bầu trời nhìn xuống bạo phong thần nói. Làm nữ như tiên đế, cho tới nay chỉ có thời điểm nàng nhìn xuống người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhìn xuống nàng, hôm nay bị thiên huyền lão nhân nhìn xuống như thế, xem nhẹ như thế, cái này lập tức để bạo phong thần giận đến phát điên, nàng đập không mà lên, cuồng hống nói. Thứ không biết chết sống hôm nay bản tọa trước hết giết ngươi, lại đồ tiểu xúc sinh kia, vừa dứt lời, tiên đế chân khí nơi tay, như chân long tường không, trong nháy mắt oanh sát lên thiên không. Thiên huyền lão nhân như hạc múa cửu thiên, lấy bộ pháp không thể tưởng tượng nổi tránh thoát tiên đế chân khí của bạo phong thần, tay không thẳng đến bạo phong thần, phanh một tiếng vang thật lớn, hắn một tay đánh rơi, nhưng mà, lại không cách nào chém giết bạo phong thần, bởi vì quanh thân nàng có năm kiện đế binh che chở, tay không căn. Bản là không cách nào dung chuyển nàng, giết bạo phong thần khô tiên đế chân khí vỡ nát không trung như hình người bạo long nghiền sát hướng thiên huyền lão nhân vừa bá đạo lại cuồng bạo bộ dáng này của nàng mười phần bát phụ tiên đế chân khí ở trong tay bạo phong thần uy lực tăng lớn đáng quét chư thiên chấn áp vạn pháp cực kỳ nghịch thiên mặc dù nói lấy thân phận đến nữ mà nói bạo phong thần đạo hạnh nông cạn nhưng mà nàng đến tột cùng là nữ nhi của tiên đế đế binh của phụ thân nàng ở trong tay nàng có uy lực hoàn toàn không giống nhưng mà thiên huyền lão nhân cũng là thần bí khó lường hắn hạc múa cửu thiên bộ pháp tuyệt diệu hắn cao xa tránh đi lấy bộ pháp không thể tưởng tượng nổi một lần lại một lần tránh thoát tiên đế chân khí oanh sát cùng trấn áp nhìn thấy một màn này trên bầu trời rất nhiều người đều không khỏi giật này cả mình không có ai biết lão đầu đê mi thuận nhãn kia lai lịch ra sao nhưng mà ở dưới tiên đế chân khí trấn áp oanh sát như thế hắn vẫn có thể tiến thối tự do cái này không thể không nói thật sự là không tầm thường ngu xuẩn nhìn thoáng qua bạo phong thần tựa như hình người bạo long, lý thất dạ chỉ là lắc đầu, cũng chẳng muốn lại đi đánh giá nàng, bạo phong thần cá tính nóng này, tâm không thể chứa vật, độc đoạn chuyên hoành, nếu nàng không phải nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, chỉ sợ là không biết chết bao nhiêu lần. Lý thất dạ đi lên trước, cong ngón búng ra, băng một tiếng vang lên, gông xiềng trên thân bọn người y xuyên toàn bộ băng liệt, sau khi lý thất dạ giải khai cấm chế trên người bọn họ, bọn người y xuyên nhau nhau đứng lên, xem ra, lần này là liên lụy các người lý thất dạ nở nụ cười nói với y xuyên y xuyên cười khổ một cái lắc đầu nói ra công tử nói quá lời người trong giang hồ nào có không bị chém không có cửu nhân cũng không phải là tu sĩ tâm tính rất tốt lý thất dạ nở nụ cười chậm rãi ngồi ở trên long ỉ ngừng đầu nhìn trên bầu trời sau đó chậm rãi nói ra thiên huyền ngươi đây là đang sổ cái gì đế binh mặc dù vô địch nhưng vậy cũng phải là nhìn ở trên tay người nào không nên quên món đồ trong tay ngươi kia đi. Ngay lúc này, thiên huyền lão nhân không do dự nữa, mở ra quan tài nhỏ hoàng kim, nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, bên trong tiểu kim quan bay ra sáu đồng tiền trương 1525. Chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế, một vốn là, sáu đồng tiền không có cái gì kỳ quái, nhưng mà, khi sáu đồng tiền này trong nháy mắt tới gần đế binh, nam kiện đế binh che trở lấy bạo phong thần cùng tiên đế chân khí trong tay nàng trong nháy mắt không bị khống chế. Ông một tiếng vang lên, năm kiện đế binh che chở lấy bạo phong thần lập tức bay đi tiếp theo tiên đế chân khí trong tay bạo phong thần cũng cầm không được cũng đi theo bay mất ông 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 ở bên trong từng đợt âm thanh run rẩy chuyện bất khả tư nghĩ phát sinh ở dưới sáu cái đồng thiết dẫn đạo sáu đế binh vậy mà bay đi trong nháy mắt bay ra thiên ngoại một màn này thoạt nhìn là mười phần quỷ dị nếu như nói đế binh là nô tài như vậy từng đồng tiền kia giống như là thỏi vàng ròng nô tài vừa nhìn thấy vàng ròng muốn bay đi lập tức đuổi theo mọi người đều biết, đế binh là có khóa, chưa giải khóa là bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đế binh, hiện tại ngược lại tốt, thật là những như tiên đế, bạo phong thần cũng không thể khống chế sáu đế binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đế binh đi theo sáu đồng tiền bay ra thiên ngoại. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thánh thành đều run rẩy một cái, không có đế binh, bạo phong thần cùng huyền thiên lão nhân so sánh, vậy liền kém đến quá xa. Chỉ gặp huyền thiên lão nhân hai tay chém xuống, tại chỗ đem bạo phong thần từ không trung chém xuống, cả người bạo phong thần nặng nề đập vào trên đại địa, mặt đất bị nện ra một cái hố to, máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất, xương cốt trên người bạo phong thần cũng không biết nát bao nhiêu cái. Lão từ trước đến nay đều tôn kính tiên đế, đáng tiếc, người quá ngu không ai bằng, huyền thiên lão nhân lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành cũng vì đó trầm mặc, cường giả huyết tộc càng là trầm mặc, bất quá, chỉ sợ rất ít người sẽ thương cảm bạo phong thần, coi như là huyết tộc, thế hệ trẻ tuổi ngược lại tốt, rất nhiều người thế hệ trước đối với bạo phong thần là không có học cảm. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, đế uy vạn cổ, giờ khắc này, bạo phong thần đứng lên, phía sau nàng đứng một hình bóng vô cùng vĩ ngạn, cái hình bóng vô cùng vĩ ngạn này đứng ở sau lưng bạo phong thần, đôi mắt hắn vô cùng thông thúy, có thể chiếu sáng vạn cổ. Đôi mắt chiếu sáng vạn cổ kia, cứ như vậy một mực nhìn chăm chú lên bạo phong thần, tựa hồ, bất luận là lúc nào, bất luận là tuyến người gì, hắn đều một mực, mực che chở lấy bạo phong thần trần huyết tiên đế nhìn thấy hình bóng vô cùng vĩ ngạn kia có người nhịn không được hét lên một tiếng đặc biệt là đệ tử huyết tộc càng là hưng phấn đến ghê gớm trần huyết tiên đế người cầm lái huyết tộc nhìn thấy hình bóng vĩ ngạn này có cường giả huyết tộc nhịn không được quỳ xuống lúc này hình bóng khẽ vươn tay nghe được ông một tiếng tiên đế chân khí vốn là bị đồng thiết dẫn bay ra thiên ngoại từ thiên ngoại bay trở về rơi vào trong tay của hắn oanh một tiếng giờ khắc này đế uy vô cùng vô tận từ bên trong tiên đế chân khí bạo phát ra mỗi một sợi đế uy phóng lên tận trời kia có thể chém xuống ngôi sao trên bầu trời có thể xé rách thời không vạn giới trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa run dày ở dưới đế uy vô địch như thế bên trong thánh thành không biết quỳ bao nhiêu người lúc này vô số cường giả đều đứng không vững coi như là không có trấn áp nhưng mà ở dưới đế uy chân chính cũng nhịn không được quỳ xuống phục bái tại đất tiên đế trường chân khí đây là sự tình đáng sợ dường nào quan chi đây không phải tiên đế chân chính cũng đáng sợ đến làm cho thần vương run rẩy cúng bái giết lúc này bạo phong thần cuồng hóng một tiếng tiên đế chân khí bao trùm cửu thiên cách không một kích thẳng đến huyền thiên lão nhân sắc mặt huyền thiên lão nhân đại biến quan tài hoàng kim hoàn toàn mở ra bay ra từng cái đồng tiền đồng thiết trong nháy mắt hóa thành một đồng thành to lớn muốn ngăn trở một kích của tiên đế chân khí oanh một tiếng vang thật lớn coi như là đồng thành cũng khó mà ngăn trở toàn bộ đồng thành to lớn bị nện nát đồng thành vỡ vụn tính cả huyền thiên lão nhân trong nháy mắt bị nện bay ra thiên ngoại máu tươi nhuộm hồng cả bầu trời xanh một kích này thật là bá đạo đừng nói là thần vương chỉ sợ là thần hoàng nhìn thấy trong nội tâm cũng sẽ dưng dày coi như một kích này không phải thiên diệt chém giết thần vương vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay một kích đập bay huyền thiên lão nhân bảo phong thần trong nháy mắt xoay người lại lệnh lùng nhìn chằm chằm lý thất dạ nàng cuồng lệ hét lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta làm càn coi như thần hoàng cũng không được. Lúc này, bạo phong thần là hoàn toàn cùng loạn, làm đế nữ, nàng cho tới nay đều là cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch nàng, chớ nói chi là như hôm nay, đây quả thực là sỉ nhục trong cuộc đời nàng. Lúc này bạo phong thần cùng loạn giống to như thế, để rất nhiều người trong nội tâm run rẩy coi như là lão tổ cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ bạo phong thần cuồng nội trực tiếp quét ngang, như vậy bọn hắn liền bị tai ương mặc dù nói rất nhiều người thế hệ trước không thích bạo phong thần ở rất nhiều người xem ra bạo phong thần là lão vu bà người người chán ghét nhưng mà nàng lại là nữ nhi của trần huyết tiên đế có trần huyết tiên đế che chở dù bạo phong thần yếu hơn nữa nhưng mà nàng có trần huyết tiên đế che chở có thể một đường quét ngang đây chính là địa phương rất nhiều người kiêng kỵ nhất nhìn lấy một bàn này lý thất dạ cũng không khỏi lộ ra tiếu dung hắn chậm rãi đứng lên nhàn nhã nói ra đáng tiếc a à, đáng tiếc hôm nay ngươi vốn có thể sống rời đi, nhưng mà, hiện tại xem ra, ngươi chỉ có một con đường chết, tiểu súc sinh, ngươi liền khẩu xuất của ngôn đi, hôm nay, bản tọa muốn bắt sống ngươi, lột da của ngươi, rút gân của ngươi, uống máu của ngươi. Bảo phong thần kêu gào, từng bước từng bước hướng lý thất dạ đi đến, lúc này nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, coi như là thần hoàng tới nàng cũng không sợ. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, coi như là nhân tộc cường giả muốn vì lý thất dạ bên vực kẻ yếu, cũng không dám lên tiếng ở dưới đế uy như thế dù ngươi là đại hiền vậy cũng chẳng qua là như sâu kiến đối với bạo phong thần từng bước một đi tới lý thất dạ không nhìn nàng một chút hắn nhìn lấy hình bóng vĩnh hạn sau lưng bạo phong thần nở nụ cười nói ra trần huyết tiên đế đáng tiếc ngươi đã không ở thế gian này ngươi chẳng qua là một sợi chấp niệm mà thôi chấp niệm lại như thế nào có thể diệt ngươi tựa như bóp chết một con kiến hôi bạo phong thần cuồng tiếu một tiếng nói xong nàng một tay hướng lý thất dạ chụp tới lúc này một tay kia đã không phải là tay của bạo phong thần mà là một cái đế thủ đế thủ vừa ra coi như là càn khôn cửu giới cũng không thể đào thoát đều sẽ bị một cái đế thủ này bóp nát chương một nghìn năm trăm hai mươi sáu chấp niệm của trần huyết tiên đế hay nhưng mà ngay thời điểm cái đế thủ này vô xuống lý thất dạ chỉ là nở nụ cười tay cầm ngân tiễn tiện tay đánh ra liền đón nhận đế thủ chụp tới giữa thạch hỏa điện quang này coi như là hình bóng vĩnh ngạn cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến lấy tốc độ tuyệt luân vô bì rút lui trong nháy mắt cùng lý thất dạ kéo ra cự ly rất dài làm sao vậy giết hắn bạo phong thần còn không biết xảy ra chuyện gì lập tức lớn tiếng kêu lên nhưng mà hình bóng vĩnh ngạn tiện tay phong ấn liền phong bế bạo phong thần để cho nào một câu cũng nói không ra đôi mắt thâm thúy vô cùng của hắn nhìn chằm chằm lý thất dạ mặc dù ngươi không phải tiên đế chân chính nhưng mà ta không ngại đem ngươi dệt đi lý thất dạ cười nhạt một tiếng ngân tiễn trực chỉ hình bóng vô cùng vĩ ngạn sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra truyền thuyết đồ tiên đế đây là thần thoại xa xôi bao nhiêu lý thất dạ nói như vậy không biết đem bao nhiêu người dọa sợ mọi người đều biết che chở bạo phong thần không phải tiên đế chân chính là một sợi chấp niệm của trần huyết tiên đế nhưng mà cái này trung quy là tiên đế chấp niệm cực kỳ đáng sợ coi như là thần hoàng cũng không dám đói bốc và phép muốn tiêu diệt chấp niệm của tiên đế Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền nói muốn tiêu diệt chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế, đây cũng quá phức lối, quá bá khí đi. Hình bóng Vĩnh Ngạn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời sáng tối chập chờn, người khác có lẽ không biết ngân tiễn trong tay Lý Thất Dạ là cái gì, nhưng mà, hắn là Tiên Đế chấp niệm, cái ngân tiễn này phát tán ra uy hiếp, đó là Thật Nhiếp Linh Hồn Tiên Đế, hắn biết vật này là cái gì. Đồng thời, hắn cũng biết Lý Thất Dạ là ai, tiểu nữ vô tri, đắc tội đại nhân, lúc này hình bóng vĩ ngạn vậy mà có thể mở miệng, nói ra, nơi này có một vật, hướng đại nhân bồi tội, lấy trụ tiểu nữ một mạng. Hình bóng vĩ ngạn mới mở miệng, cái này lập tức chấn kinh toàn bộ thánh thành, đây chính là tiên đế chấp niệm A, ngay cả loại tồn tại này cũng chịu thua, cái này thật bất khả tư nghị đi. Lúc này, một kiện đồ vật rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở ra xem, sau đó nhìn hình bóng vĩ ngạn, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Trần huyết tiên đế a à, trần huyết tiên đế, vì con gái của ngươi, ngươi thật sự là hao tốn vô số tâm huyết, cái này không thể không thừa nhận, tình thương của cha như núi. Chấp nghiệm mở miệng, đây cũng không phải chấp nghiệm bình thường, có thể nghĩ, vì nữ nhi của mình, trần huyết tiên đế là dùng thủ đoạn nghịch thiên, hơn nữa, trần huyết tiên đế lấy một kiện đồ vật cực kỳ kinh thế vì nữ nhi hắn chuộc mạng, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Lần này hình bóng vĩ ngạn không có mở miệng, hắn nhìn lấy lý thất dạ, chờ đợi lý thất dạ trả lời nể tình ngươi năm đó ở chỗ kia đã từng xuất thủ chiến một trận, ta có thể tha thứ nào một mạng, nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lý thất giả chậm rãi nói ra, hắn vừa dứt lời, ném ngân tiễn ra ngoài, không, bạo phong thần thê lương hét lên một tiếng, nhưng, đã vô lực hồi thiên, ngân tiễn đâm xuyên qua đầu lâu của nàng, đem cả người nàng đính ở trên bầu trời. Hình bóng vĩ ngạn tiện tay co lại, đem linh hồn vô cùng yếu ớt từ trong thi thể bạo phong thần rút ra, lúc này, bạo phong thần đã là đạo cơ bị diệt, chỉ để lại linh hồn yếu ớt vô cùng, coi như nàng có thể sống sót, cũng trở thành một lão nhân tay chói gà không chặt. Nhớ kỹ, đừng để ta lại nhìn thấy nàng, nếu không, ngươi đem cửu thiên tinh thần luyện thành bảo vật, cũng không thể trục mạng cho nàng, lý thất giả dạ chậm rãi nói ra. Hình bóng vĩ ngạn không nói hai lời, mang theo linh hồn hấp hối của bạo phong thần trong nháy mắt rời đi, từ đó về sau, không còn có người nhìn thấy qua bạo phong thần, nàng từ đó biến mất không thấy gì nữa thi thể bạo phong thần cao cao đính ở trên bầu trời một màn này bất luận là ai nhìn cũng rung động coi như là phụ thân nàng che chở nàng cuối cùng cũng không có thể trốn qua kiếp nạn này trong lúc nhất thời toàn bộ thánh thành bị chấn động đến không người dám lên tiếng nhìn lấy thi thể bạo phong thần bị đính ở trên bầu trời không biết có bao nhiêu người trong nội tâm dùng mình một màn này chỉ sợ là rất nhiều người đều sẽ cả một đời không cách nào quên tiên đế tự mình che chở cũng không thể để cho nữ nhi mình toàn thân trở ra đây là sự tình dung động lòng người cỡ nào. Lý Thất Dạ thu hồi ngân tiễn, ba một tiếng, thi thể bạo phong thần rơi dưới mặt đất, cả tòa Thánh Thành hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Thất Dạ ngồi ở trên long ủy, nhìn mọi người chung quanh một cái, viễn thị Thánh Thành, chậm rãi nói ra, còn có người đối với ta bất mãn không, còn có người đối với ta có ý kiến gì không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Thành vô cùng yên tĩnh, ngay cả thanh âm ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được, vô số người không khỏi ngừng thở coi như là huyết tộc lão tổ cũng không dám thốt một tiếng, rất tốt. Lúc này Lý thất dạ đứng lên, chậm rãi nói ra: Nếu như ai đối với ta có cửu có oán, hoặc là nhìn Lý thất dạ ta không vừa mắt, đơn đấu cũng tốt, vây đánh cũng được. Lý thất dạ ta tùy thời phục bồi, nhưng mà nếu có người đem cửu hận liên lụy đến người bên cạnh ta, vậy thì trời lấy bị diệt môn đi. Chuyển cáo huyết ma tộc, con người của ta nhân từ, cho bọn hắn một ngày thời gian chuẩn bị, một ngày sau Lý thất dạ ta đích thân tới tất phá tung môn bọn hắn, tất hủy tổ địa bọn hắn, đây chính là hạ tràng đối với người bên cạnh ta động thủ. Thanh âm của Lý Thất Dạ cũng không phải là mười phần to, nhưng mà, tất cả mọi người bên trong thánh thành nghe được nhất thành nhị sở. Nếu là ở trước kia, chỉ sợ sẽ có người chế giữ Lý Thất Dạ, tại đương thời, huyết tộc như mặt trời ban trưa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là huyết ma tộc, càng là đoàn kết vô cùng, ai dám là địch, chứ nói chi là đạp diệt truyền thừa của huyết ma tộc. Nhưng mà hôm nay, Thời điểm Lý Thất Dạ thả ra lời nói như vậy, cho dù có huyết ma tộc lão tổ ở đây, cũng không dám thốt một tiếng, ngay cả tiên đế chấp niệm cũng không sợ, đây là người nghịch thiên cỡ nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, Lý Thất Dạ mở ra đế chiếu, sau đó tiện tay ném đế chiếu xuống đất, tự như ném rác rưởi, y xuyên khôn khéo, cặp Lý Thất Dạ ném đế chiếu giống như ném rác rưởi trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên, coi như cái đế chiếu này đã không có uy lực gì, nhưng đối với tiểu quốc như Tô Hàng Quốc mà nói, đế chiếu này vẫn là một kiện bảo vật không tầm thường lý công tử nhìn thấy lý thất dạ lôi tháp chi chủ bị vây ở trong lôi tháp vội vàng phục bái hướng lý thất dạ thỉnh tội nói ra phát sinh chuyện như vậy là xích dạ quốc ta làm sai trước xin lý công tử tha thứ chương một nghìn năm trăm hai mươi bảy thanh niên thần bí lý thất dạ ngồi ở trên ghế nhìn lấy lôi tháp chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra nói thật ta thực sự là rất thất vọng ngươi cảnh giới như vậy thậm chí ngay cả một kiện đế binh cũng không lấy ra được lão tổ như ngươi thật có chút khó coi đi, lời nói của Lý Thất Dạ để lôi tháp chi chủ hết sức khó xử, hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, hắn đành phải gượng người nói ra. Cái này, cái này, bạo phong thần chấp trưởng quyền hành xích dạ quốc ta, những lão đầu chúng ta này là khắp nơi bị càn tay, bạo phong thần làm nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, nàng tại xích dạ quốc có được quyền sinh sát, coi như lão tổ khác mạnh mẽ hơn nàng, cũng nhận nàng áp chế. Lôi tháp chi chủ vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội nói ra, lần này ta cùng với mấy vị lão tổ vốn là bàn lắng lại ân oán, không nghĩ tới bạo phong thần nhất mạch lớn tiếng dọa người, trước phế mấy vị lão tổ, tiên hạ thủ vi cường, xích dạ quốc chúng ta, tuyệt đối không có ý đối địch với Lý Công Tử. Đáng tiếc, đã chậm rồi, hiện tại ta tính tự mình đi xích dạ quốc các ngươi một chuyến, không cầm máu tươi đến tẩy lễ, có ít người vĩnh viễn không biết thủ đoạn thiết huyết của ta, Lý thất dạ lạnh nhạt nói. Lý thất dạ lời này đem lôi tháp chi chủ dọa đến hồn cũng phi lên, hắn vội phục bái trên mặt đất, nói ra. Công tử, xin cho xích dạ quốc ta một cơ hội, ta ở đây hướng công tử cam đoan, lần này tuyệt đối bóc ra bạo phong thần nhất mạch cầm quyền xích dạ quốc, ta lấy tính mệnh hướng công tử cam đoan, viên viên đảm nhiệm hoàng trừ xích dạ quốc, xích dạ quốc nguyện vì công tử hiệu chung. Lôi tháp chi chủ đã biết, lý thất dạ đạt được huyết tổ truyền thừa, hắn tương lai nhất định có thể chấp trưởng huyết tộc, hiện tại nếu không cho lý thất dạ một hứa hẹn hữu lực, chỉ sợ tiền đồ tương lai của xích dạ quốc bọn hắn là có thể tưởng tượng xin công tử cho chúng ta một cơ hội. Lôi tháp chi chủ phục bái tại đất, coi như hắn là lão tổ, lúc này cũng chỉ có thể hướng lý thất dạ cầu xá. Lý thất dạ nhìn lấy lôi tháp chi chủ, lại nhìn tư viên viên một chút, lúc này, tư viên viên cũng không dám lên tiếng cầu tình, nàng biết, lý thất dạ quyết định không phải nàng có thể chi phối. Tốt, ta lại cho xích dạ quốc các ngươi một cơ hội, qua một hồi lâu về sau, lý thất dạ chậm rãi nói ra, nếu như ngươi còn không thể giải quyết vấn đề của xích dạ quốc, như vậy, ta tự mình đi giải quyết, ngươi hẳn là minh bạch, ta tự mình đi một chuyến, không huyết tẩy một phen, ta sẽ không rời đi. Công tử yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ như công tử mong muốn, lôi tháp chi chủ phục bái tại đất, hương lý thất dạ trịnh trọng hứa hẹn nói, đợi viên viên cầm quyền, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, xích dạ quốc nguyện ý vì công tử xông pha khói lửa. Lý thất dạ nhìn lôi tháp chi chủ một chút, nhẹ gật đầu, sau đó nói với viên viên, nên truyền thụ cho người, ta cũng đã truyền thụ cho người, tiếp theo nhân sinh, phải dựa vào chính ngươi đi ngươi có thể trở thành một đời quân vương khó lường hay không vậy liền dựa vào chính ngươi người ta dạy dỗ chưa từng có kẻ yếu cũng đừng để cho ta thất vọng từ viên viên quỳ trên mặt đất yên lặng hướng lý thất dạ dập đầu nàng có hết thảy hôm nay toàn bộ đều là lý thất dạ ban tặng nàng vốn là đệ tử đào phong của xích dạ quốc đối với nàng mà nói có thể trở về xích dạ quốc đã là mong mỏi quá lớn trong cuộc đời ở trước kia nàng như thế nào nghĩ đến nàng có một ngày chấp trưởng xích dạ quốc như vậy lời nói của lý thất dạ trong một đêm truyền ra tại toàn bộ nam xích địa lưu truyền truyền thuyết của lý thất dạ nghe được truyền thuyết của lý thất dạ tại nam xích địa không biết có bao nhiêu nhân tộc vì đọc phấn chấn thế hệ tuổi trẻ của nhân tộc tại nam xích địa yên lặng lâu như thế rốt cuộc có một vị thiên tài tuổi trẻ quật khởi nói không chừng tương lai hắn có thể mang theo nhân tộc nam xích địa đi về phía huy hoàng cái lâm thiên đế thứ hai nghe được truyền kỳ của lý thất dạ có người không khỏi cảm khái nói ra không so với lâm thiên đế càng nghịch thiên có người thì nói ra, chỉ bằng thành tựu leo lên đệ nhất phong, cái này đã không ai bằng, Lâm Thiên Đế lại nghịch thiên cũng không thể leo lên đệ nhất phong, mà hắn lại leo lên. Ở Nam Xích Địa, trong vùng hoang dã, một thanh niên đi khắp thiên địa, chỗ hắn đi, chính là vạn đạo tùy hành, phiêu miểu mà huyền ảo, tựa hồ, hắn có thể chủ tể đại đạo, hắn chính là có danh xương đệ nhất thiên tài Nam Xích Địa, Lâm Thiên Đế, khó lường, thành tựu như thế, coi như nghịch thế thiên tài cũng theo bóng lưng. Lâm Thiên Đế nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi kinh sợ, trong lúc nhất thời thất thần, thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn lộ ra tiếu dung, lầm bầm nói ra, một thế này, chú định không tịch mịch, chú định rực rỡ, nếu không, chỉ bằng vào nhóm người cơ không vô địch, lại như thế nào cùng sư huynh ta tranh phong. Nói xong, lâm thiên đế tiếp tục tiến lên, vẫn là tiêu sái như vậy, y nguyên thoải mái như vậy, tự do tự tại, tựa hồ không có chuyện gì có thể câu thúc hắn. Kỳ Trúc Sơn, đây là một trong những truyền thừa cường đại nhất Nam Xích Địa, cùng hộ thiên giáo sánh vai, làm truyền thừa một môn tam đế. Ba vị tiên đế kỳ trúc sơn có một vị là yêu tộc, một vị là thạch nhân tộc, còn có một vị có người nói là yêu tộc, cũng có người nói là động tộc. Tại Nam Xích Địa, rất nhiều yêu tộc xem kỳ trúc sơn cầm đầu, lấy kỳ trúc sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá, từ sau ngâm thiên tiên đế, kỳ trúc sơn liền lộ ra đặc biệt điệu thấp, ly kỳ lánh đời. Tại kỳ trúc sơn, bên trong một tòa cổ các, có một thanh niên nằm ở đó, mặc dù hắn rất tùy ý nằm ở đó, nhưng mà đại cho người ta một loại cảm giác thôn thiên dùng nằm ngang giữa bầu trời để hình dung hắn cái kia cũng không có chút nào quá mức người thanh niên này tựa như là vừa mới tỉnh ngủ thời điểm hắn mở cửa có lão tổ kỳ trúc sơn hướng hắn báo cáo tình huống nam xích địa ngân tiễn nghe được lão tổ kỳ trúc sơn báo cáo người thanh niên này lập tức ngồi dậy thời điểm hắn lập tức ngồi dậy ngay cả cửu thiên cũng vì đó lay động một cái trong đôi mắt hắn lóe lên quang mang tựa như là ba ngàn thế giới sáng tắt cực kỳ khủng bố coi như là có thần hoàng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng sẽ trong. Nội tâm run rẩy, người thanh niên này tuyệt đối là kinh khủng đến không cách nào hình dung, người xác định là ngân tiễn, thanh niên lại một lần nữa truy vấn nói ra, hắn cũng khó mà tin tưởng, hồi lão tổ, trăm phần trăm khẳng định, kỳ trúc sơn lão tổ ở trước mặt thanh niên kia đều lấy vãn bối xưng hô, vội vàng nói. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là, người thanh niên này biến sắc, trong lúc nhất thời thất thần, thì thảo nói chương 1528. Diệt đạo đế tông, một thời điểm thanh niên kia lấy lại tinh thần hắn trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt này hắn vượt qua thời không một bước vạn cảnh nếu có người nhìn thấy hắn thủ đoạn như vậy nhất định sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên năm ba bước liền có thể vượt qua một phương thiên địa cái này quá nghịch thiên khi màn đêm buông xuống người thanh niên này xuất hiện ở bên ngoài thánh thành không có ai biết hắn tới hắn tới vô thanh vô tức hắn đứng trong hư không tựa như là cùng thiên địa hòa làm một thể đừng nói là thần vương coi như là có thần hoàng ở đây cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Thanh niên mở ra hai mắt, khi hai mắt hắn mở ra, tựa như có thể xuyên qua vạn cổ, ngược dòng thời gian, ánh mắt của hắn xuyên qua hết thảy, rơi vào phía trên lôi tháp, ở trong lôi tháp, lý thất dạ ngồi ngay ngán tại chỗ đó, hắn lặng lặng ngồi xuống tu hành. Thời điểm ánh mắt thanh niên rơi vào phía trên lôi tháp, lý thất dạ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn vị trí thanh niên kia một chút, sau đó liền nhắm mắt lại, tâm vô bằng vụ, đông, đông, đông thanh niên đột nhiên liền lùi lại mấy bước, sắc mặt hắn đại biến, không nói hai lời, xoay người rời đi, trong chớp mắt về tới Kỳ Trúc Sơn, má ơi, cái này còn muốn cho ta sống sao, về tới Kỳ Trúc Sơn, người thanh niên này không khỏi nắm lấy tóc của mình, mười phần khổ não. Thanh niên cử động như vậy, để chư vị lão tổ Kỳ Trúc Sơn đều trợn tròn mắt, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, lão tổ, phát sinh chuyện gì rồi, có lão tổ nhịn không được nhẹ giọng hỏi, ta muốn tự sát, tự sát, hiểu không? Thanh niên nhảy dựng lên, khuôn mặt tuấn tú co thành mấp đắng, nói ra: "Đi, đi, đi đến trong trấn dưới núi, mua cho ta một vạn khối đậu hũ đến, ta muốn đụng đậu hũ tự sát." Đối với thanh niên nói như vậy, chư vị lão tổ kỳ trúc sơn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Thanh niên đặt mông ngồi ở trên ghế, khuôn mặt khổ sáp, mười phần bất đắc dĩ nói ra: "Ta thật vất vả từ dưới đất leo ra, muốn trang chút ngưu bức, đánh trước quái thú, đoạt chút thiên mệnh, hiện tại ngược lại tốt, ta đây là ổn công lan lộn." tại màn đêm buông xuống sau khi lời nói của lý thất dạ truyền ra tin tức này có thể nói là ở trong huyết tộc nổ tung trong lúc nhất thời vô số môn phái truyền thừa của huyết tộc vì đó sôi trào lên đặc biệt là huyết ma tộc càng là trong lúc nhất thời tổ chức hội nghị khẩn cấp nhất rất nhiều đại nhân vật môn phái truyền thừa của huyết ma tộc đều tham gia trận hội nghị này thậm chí là một ít lão tổ không xuất thế cũng có mặt thật ngông cuồng khiêu chiến toàn bộ huyết ma tộc hoặc là nói đây là xem huyết tộc chúng ta không có người sao đối với lý thất dạ nói như vậy coi như không phải đệ tử huyết ma tộc, đệ tử huyết tộc khác cũng không khỏi vì đó cam giận bất bình. Ở trong huyết tộc, không chỉ là huyết ma tộc vô cùng đoàn kết, thậm chí có thể nói, toàn bộ huyết tộc đều là rất đoàn kết, một khi huyết tộc gặp được cường địch, bọn hắn thường thường sẽ buông xuống ân oán, ôm là một đoàn, cộng đồng đối địch, trên một điểm này nhân tộc là kém xa. Họ lý cho huyết ma tộc chúng ta là cái gì? Hắn cho rằng huyết ma tộc chúng ta là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp sao, có đệ tử huyết ma tộc hận hận nói ra huyết ma tộc ta có ngàn vạn đệ tử đại hiền hơn ngàn trên có thần hoàng tọa chấn cũng không tin họ lý có bản lĩnh diệt huyết ma tộc chúng ta phóng ngựa đến đây đi huyết ma tộc chúng ta tùy thời phụng bồi mà kệ là địch nhân cường đại rừng nào huyết ma tộc chúng ta đều sẽ chiến đến cuối cùng có đại nhân vật huyết ma tộc lạnh lùng nói trên thực tế đại nhân vật huyết ma tộc cũng là nói được làm được ngay một đêm này có rất nhiều môn phái truyền thừa của huyết ma tộc âm thầm điều động thiên quân vạn mã kết thành một chi lên quân cực lớn đến không thể tưởng tượng huyết ma tộc thần tốc điều binh khiển tướng như thế, cái này khiến người biết tình báo đều không khỏi thầm giật mình. Huyết ma tộc không chỉ là đoàn kết, thậm chí bọn hắn là một chi thiết kỵ thần tốc hữu hiệu, một chủng tộc dạng này có thể không cường thịnh cũng khó khăn. Huyết ma tộc lấy hành động thực tế cường ngạnh đáp lại lý thất giả, cái này lập tức để mọi người vì đó rửa mắt chờ đợi, mọi người đều biết, mấy cái thời đại đến nay, tại Nam Xích Địa huyết tộc là càng ngày càng cường đại, liên tục danh xưng đại tộc thứ nhất Nam Xích Địa đã là ngồi không vững trong huyết tộc huyết ma tộc càng là đoàn kết cái này khiến bọn hắn ở trong mấy thời đại lấy tốc độ rất nhanh cường thịnh đặc biệt là huyết ma tộc đoàn kết cộng đồng tiến thối cái này khiến đông đảo môn phái truyền thừa cũng không dám đi gây huyết ma tộc hiện tại huyết ma tộc là chưa từng có điều binh khiển tướng muốn cùng lý thất dạ quyết nhất tử chiến này làm sao không khiến người ta vì đó rửa mắt mà đợi đây một người chọi một tộc coi như lâm thiên đế so sánh cũng bất quá như thế đây là nhân tộc ta kiêu ngạo có nhân tộc gặp huyết ma tộc điều binh khiển tướng không khỏi cảm khái nói ra đây chính là địa phương nhân tộc không bằng huyết tộc đa số nhân tộc là chỉ quét tuyết trước cửa ở nhiều khi liên tộc thường thường là như cát vụn nếu không vị trí nam xích địa đệ nhất tộc cũng sẽ không chấp tay tặng cho huyết tộc một trận phục kích chiến không chết không thôi huyết ma tộc đã lập xuống đại thệ không lấy đầu lý thất dạ thề không triệt binh coi như là giết tới chỉ còn một binh một tốt cuối cùng cũng không lui binh có cường giả chiếm được tình báo huyết tộc nói như thế dạng tình báo này để cho người ta chấn động nhưng mà, không có ai biết trận phục kích chiến này của hành ở nơi nào. Bất quá, trong lòng rất nhiều người cũng rõ ràng, Lý Thất Dạ cùng huyết ma tộc cừu hận chỉ sợ là khó hóa giải, Lý Thất Dạ tại Thần Chiến Sơn giết hơn 10 vị lão tổ huyết ma tộc, tại Lôi Tháp lại giết hơn 10 vị lão tổ của huyết ma tộc, cái này có thể nói là làm cho cả huyết ma tộc nguyên khí đại thương. Huyết ma tộc có thể nuốt được khẩu khí này đó mới gọi quái, ở ngày thứ hai, Lý Thất Dạ rời đi Thánh Thành, hắn một thân một mình lên đường, không có bất kỳ tùy tùng gì. Lý Thất Giả muốn xuất thủ, lúc này, Lý Thất Dạ là vạn chúng chú mục. Khi hắn rời đi thánh thành, toàn bộ thánh thành sôi trào, vô số ánh mắt theo dõi hắn, thậm chí là có đông đảo cường giả xa xa đi theo, Lý Thất Giả đạp không mà đi, một bước ngàn dặm, tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại có thông dòng cùng tự tại không nói ra được. Từ thần thái của hắn xem ra, hắn cái này không giống như là nghênh chiến, mà là đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Huyết ma tộc có 35 đại truyền thừa, có được 14 đại quốc, mà Đao Đế Tông chính là một trong 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc. Hơn nữa Đao Đế Tông cũng là truyền thừa cách thánh thành gần nhất trong 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc chương 1529. Xe sì Đao Đế Tông, hai gần nửa ngày thời gian, Lý Thất Giả đã đi tới Đao Đế Tông, hắn không có tiến vào Đao Đế Tông, chỉ là đứng ở bên ngoài sơn môn Đao Đế Tông, xa xa nhìn Đao Đế Tông một chút. Đao Đế Tông chính là một đại truyền thừa của Nam Xích Địa, tổ địa rộng ngàn dặm, bên trong tổ địa chúng phong đâm trời, như là từng thanh từng thanh thần đao, toàn bộ đao đế tông cho người ta một cỗ cảm giác môn hộ sông nghiêm. Lúc này, đao đế tông như lâm đại địch, thiên quân vạn mã thù hùng quan, toàn bộ đao đế tông tản ra quang mang trùng thiên, ở bên trong đao đế tông, từng cái đại trận bị kích hoạt, từng vị lão tổ lánh đời của đao đế tông xuất quan, mặc kệ là thánh hoàng hay đại hiền, đều nhao nhau nhau chấn thủ nơi hiểm yếu. Lúc này, vô số tu sĩ xa xa đi theo mà đến đều dừng lại ở chân trời, cũng không khỏi ngừng thở, chờ đợi đại chiến bộc phát, họ lý có bản lĩnh phóng ngựa tới coi như ngươi là tiên đế chuyển thế, đào đế tông chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Lúc này, một vị lão tổ bên trong đào đế tông hô to. Đông đảo đệ tử bên trong đào đế tông cũng thét dài, âm thanh dùng thiên địa, lực uy hiếp cực kỳ, cái này đủ hiện ra quyết tâm một tông môn huyết chiến đến cùng. Lúc này, đông đảo tu sĩ đứng xa nhìn đều nín thở, bọn hắn cũng chờ đợi, tất cả mọi người muốn nhìn lý thất giả dạ đến tột cùng là lấy tư thái dạng gì sát nhập đào đế tông. Nhìn lấy đao đế tông trên dưới là mọi người đồng tâm hiệp lực, lý thất giả chỉ nở nụ cười oanh một tiếng một vật nhảy ra bay về phía đao đế tông sau đó bản thân hắn xoay người rời đi lý thất giả tế ra một vật xong liền xoay người rời đi cái này khiến rất nhiều người đều choáng váng tất cả mọi người không rõ hắn đây là ý gì coi như là các đệ tử cường giả bên trong đao đế tông cũng kinh ngạc bọn hắn còn tưởng rằng lý thất giả sẽ một hơi rất đến ông một tiếng vang lên ngay khi tất cả mọi người kinh ngạc đều không rõ lý thất giả đây là ý gì lý thất giả tế ra một vật trong nháy mắt bay vào đao đế tông cái đồ vật này đột nhiên biến đổi, hóa thành một gốc thúy trúc to lớn vô cùng, khi thúy trúc này xuất hiện, toàn bộ đao đế tông đều ở bên trong nó bao phủ, đây là cái gì, đột nhiên xuất hiện một gốc thúy trúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không có ai biết một gốc thúy trúc dạng này là từ đâu xuất hiện. Rất nhiều người ngửa đầu trông chờ, chỉ gặp thúy trúc cao vút trong mây, che đậy thiên địa, ở dưới nó bao phủ, thậm chí có thể nói toàn bộ đao đế tông đều lộ ra nhỏ bé. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay thời điểm rất nhiều người đều không rõ một cốc thúy trúc này là cái gì, cự trúc từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đập vào bên trong Đao Đế Tông. Oanh 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 trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, thúy trúc to lớn như vậy đập xuống, rất nhiều sơn phong của Đao Đế Tông lập tức vỡ nát, từng đợt kêu thảm vang lên, đệ tử của Đao Đế Tông bị đập bay, thậm chí có rất nhiều là lập tức bị nện thành thịt vụn. Nhưng mà, tai nạn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nghe được thanh âm phanh, phanh, phanh vang lên sau khi gốc thúy trúc to lớn kia đập đao đế tông, dễ trúc thô to vô cùng kia giống như là từng đầu cầu long, trong nháy mắt chui vào dưới mặt đất tư. Thanh âm hồng hấp to rõ vang lên, trong nháy mắt thúy trúc cắm dễ ở tổ địa của đao đế tông, rút ra thiên địa tinh khí của mảnh tổ địa này, tựa như nốc ứng ực, thiên địa tinh khí dưới mặt đất giống như hồng thủy vỡ đi bị rút ra. Bị thúy trúc kéo ra lượng lớn thiên địa tinh khí, cái này lập tức để tổ địa rộng lớn của đao đế tông khô cạn, nghe được thanh âm ba, ba, ba vang lên, đại địa sơn hà bên trong tổ địa của đao đế tông trong nháy mắt này xuất hiện từng khe nứt to lớn, không tốt, ngăn lại nó, mở tổ cơ. Khi chư vị lão tổ của đao đế tông lấy lại tinh thần, cái kia đã trễ, có lão tổ cuồng hống một tiếng, một ngựa đi đầu, mang theo môn hạ đệ tử sông về phía Thúy Trúc, giết. Ở trong nháy mắt, gần vạn đệ tử của đao đế tông điên cuồng sông về phía Thúy Trúc, chư vị lão tổ càng là lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Vô tận huyết khí trưởng ngự lấy chân khí cường đại nhất đánh về phía Thúy Trúc trong lúc nhất thời ngũ quang thập sắc từng kiện từng kiện bảo vật phóng lên tận trời có thần kiếm chém về phía thúy trúc có ly hỏa đốt hướng thúy trúc có băng phong phong ấn thúy trúc nhưng mà lúc này thúy trúc hấp thu lượng lớn thiên địa tinh khí lộ ra càng thêm thúy lệ cả cây thúy trúc to lớn tản ra quang mang xanh bước mịt mờ tựa như một cái kết dưới to lớn phanh 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 một tiếng vang lên thời điểm hơn vạn đệ tử đao đế tông trùng sát mà tới toàn bộ bị ngăn ở bên ngoài quang mang xanh biếc mịt mờ. Hô một tiếng vang lên, chỉ gặp Thúy Trúc giãn ra một cành trúc, cành trúc này quét tới, hơn vạn đệ tử đào đế tông liền bị quét bay ra ngoài, một màn này thoạt nhìn giống như là cành cây to lớn trong nháy mắt đem vô số con kiến quét bay, mười phần rung động, oanh. Cũng có lão tổ ngự lấy chân khí cường đã nhét xé rách quang mang mịt mờ, trong nháy mắt thẳng hướng Thúy Trúc, muốn chặt đứt Thúy Trúc, nhưng mà, mấy lão tổ cường đại này còn chưa tới gần Thúy Trúc, liền nghe ông một tiếng, một cành trúc như kiếm, trong nháy mắt từ trên thiên khung đâm thẳng xuống, vị lão tổ này lấy chân khí nghênh. Chiến, nhưng chân khí của lão tổ này cường đại tới đâu cũng đỡ không nổi cành trúc, nghe được thanh âm xòa xòa vang lên, cành trúc đâm xuyên qua chân khí, đem lão tổ đinh giết trên mặt đất. Vị lão tổ bị đinh giết dưới đất này ở trước khi chết cũng run rẩy một cái, đến chết hắn cũng không rõ, cúc thúy trúc kia đến tột cùng là cái gì, vậy mà nghịch thiên như thế, oanh oanh oanh, lúc này, đao đế tông đã mở ra tổ cơ của bọn hắn muốn lấy tổ cơ đến ngăn cản thúy trúc nhưng mà coi như là tổ cơ cũng ngăn cản không được thúy trúc nghe được tiếng vỡ vụn răng rác răng rác vang lên dễ trúc đầm xuyên qua tổ cơ chui vào sâu dưới lòng đất a à. trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng đệ tử đao đế tông kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tường đệ tử liều mạng vồ giết về phía thúy trúc nhưng mà không có một đệ tử có thể thành công bọn hắn từng cái bị thúy trúc đánh giết máu tươi máu tươi đỏ tươi không chỉ nhuộm hồng cả bùn đất mà chậm rãi chảy thành một cỗ giống như là suối nước hướng chỗ thấp chảy xuôi ở chỗ này có thể thấy được thi thể khắp nơi binh khí bảo vật bị đánh nát càng là tán lạn đến khắp nơi đều là đồng thời tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai cái này khiến toàn bộ đao đế tông hóa thành luyện ngục nhìn thấy một màn dạng này đông đảo cường giả xa cuối chân trời ngắm nhìn cũng không khỏi run một cái đao đế tông chính là đại giáo của nam xích địa mặc dù không phải đế thống tiên môn nhưng cũng là truyền thừa khó lường chương 1530. Vương gia nhưng mà, hôm nay một truyền thừa dạng này liền bị hủy, ngay cả thiên địa tinh khí của tổ địa dưới mặt đất cũng bị rút khô, vậy liền mang ý nghĩa phiến đại địa này từ đó trở thành phế thổ, cho dù đao đế tông có đệ tử sống sót, cũng đã không thể trùng kiến đao đế tông. Cuối cùng là thứ gì, đây cũng quá kinh khủng đi, nhìn thấy một màn dạng này, cường giả đứng ngoài quan sát không khỏi dùng mình một cái nói, dùng mình xa xa không chỉ một người, có thể nói, rất nhiều người đều nhịn không được dùng mình một cái. Tại vừa rồi, Đao Đế Tông vẫn là một đại tông môn phòng thủ xâm nghiêm, trong nháy mắt, Đao Đế Tông bị hóa thành một tu la tràng, huyết nhục văng tung tóe, đông đảo đệ tử của Đao Đế Tông chết thảm ở chỗ này. Không có ai biết, Thúy Trúc trước mắt cắm rễ ở Đao Đế Tông chính là cự trúc quốc thủ hộ thần, đương nhiên, cự trúc quốc thủ hộ thần là không thể nào đích thân tới đây, đó là bởi vì thiên địa ấn, lý thất giả đem cự trúc quốc thủ hộ thần thác ấn xuống, đây là giải thích. Ở một mức độ nào đó nói, lý thất dạ là phục chế cả cây cự trúc, thiên địa ấn thác ấn xuống cự trúc, mặc dù sự cường đại của nó cùng cự trúc chân chính vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng mà, cự trúc là một trong thạch dược dưới hai đại yếu tổ. Thiên địa ấn thác ấn xuống cự trúc, diệt đi một cái đao đế tông, vậy tuyệt đối không phải việc khó gì. Đây chính là địa phương nghịch thiên nhất của thiên địa ấn, nó có thể thác ấn xuống hết thảy thế gian, coi như là tiên đế cũng có thể thác ấn xuống, đương nhiên, muốn đem tiên đế thác ấn xuống điều kiện tiên quyết là tiên đế nguyện ý phối hợp, nếu như nói một vị tiên đế nguyện ý phối hợp. Như vậy, thiên địa ấn liền có thể thác ấn xuống một vị tiên đế, cái này ý nghĩa một tiên đế có thể vì lý thất dạ mà chiến. À, cuối cùng, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang lên, lão tổ cường đại nhất của đao đế tông bị Thúy Trúc Đinh giết trên mặt đất, máu tươi lặng lặng chảy xuôi, ba, ba, ba. Lúc này, khắp tổ địa của đao đế tông bắt đầu vỡ vụn, thiên địa tinh khí dưới mặt đất bị rút ra tổ địa sơn phong là từng tòa sụp đổ. Oanh một tiếng vang lên, cuối cùng Thúy Trúc đem bảo tàng của Đao Đế Tông từ dưới đất kéo ra, hóa thành thiên địa ấn, trong nháy mắt bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó thất thần, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Đao Đế Tông đã hóa thành phế tích. Vừa mới không lâu, Đao Đế Tông vẫn là một truyền thừa cường đại, nhưng mà, thời gian ngắn ngủi về sau, Đao Đế Tông lại thành một mảnh phế tích, thậm chí có thể nói, từ đầu đến cuối, Lý thất dạ ngay cả một ngón tay cũng không có động, bản thân hắn thậm chí là không có ở bên trong đao đế tông dừng lại một bước. Cứ như vậy, Lý thất dạ diệt đao đế tông, toàn bộ quá trình tựa như thần thoại, tựa như truyền thuyết, nói ra đều để người không thể tin được, má ơi, Lý thất dạ đây là người sao, có người nhìn thấy đao đế tông trở thành phế tích, bị dọa đến run chân, đặt mông ngồi dưới đất. Lâm thiên đế, cơ không vô địch, cũng không gì hơn cái này mà thôi, hung nhân ở đó, không người tranh phong, có nhân vật cấp bậc lão tổ không khỏi hít một hơi lệnh khí, thì Thảo nói, lúc này đã có người đem lý thất dạ để bạt đến phía trên bọn người Lâm Thiên Đế, cơ không vô địch. Hung nhân a, à, quả nhiên là danh bất hư truyền, một lời không hợp, liền diệt tông môn, năm đó nghịch thiên như vậy, hôm nay càng nghịch thiên, có đại nhân vật thấp giọng thì Thảo nói, người mới vừa nói cái gì, người bên cạnh đại nhân vật này không khỏi hỏi, không, chỉ là nói một mình. Đại nhân vật kia lập tức lắc đầu, không có nói ra, không hề nghi ngờ đã có người biết lai lịch của Lý Thất Dạ, chỉ bất quá không nói thấu mà thôi, người như vậy là trời Lý Thất Dạ chọc thùng trời, chờ xem náo nhiệt. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, thiên địa ấn đuổi kịp hắn, hắn thu hồi thiên địa ấn, đem bảo tàng đao đế tông ném vào trong mệnh cung, liền nhìn cũng không nhìn nhiều. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, dạng truyền thừa môn phái giống như đao đế tông này, đó là không đủ thành đạo, diệt đi đao đế tông là sự tình trong dự liệu, Lý Thất Dạ đi vương ra, lúc này, có người theo sau Lý Thất Dạ, và phương hướng hắn sắp đi, lập tức biết Lý Thất Giả dạ muốn đi đâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ Cường giả tăng thêm tốc độ, chạy tới vương gia, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Giả dạ lấy thủ đoạn như thế nào diệt đi vương gia. Lúc này, ở rất nhiều người xem ra, Lý Thất Giả dạ diệt đi vương gia, cái kia đã là chuyện chắc như đình đóng cột. Vương gia, chính là đại thế gia, cũng là một trong những thế gia cổ xưa nhất huyết ma tộc, vương gia đã từng đi ra một vị tiên đế, có thể nói, vương gia là một đế thống tiên môn cổ lão vương gia chiếm diện tích rất rộng phóng tầm mắt nhìn tới dãy núi chập trùng sơn hà tráng lệ ở chỗ này chính là đại giang cuồn cuộn thần đạc kình thiên từng tòa cổ điện nối tiếp nhau san sát nhìn lấy vương gia khí thế hào hùng như thế làm cho lòng người sinh kính sợ nó giống như là một hung thú to lớn ngồi xồm ở nơi này để cho người ta không dám vượt qua nửa bước vương gia không chỉ là đi ra một vị tiên đế hơn nữa cũng từng đi ra người cầm lái huyết tộc vương gia từng có mấy đời chấp trường lấy quyền hành huyết ma tộc, cho nên nói, thừa thiên vương xuất thân từ vương gia có thể trở thành người cầm lái huyết ma tộc, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Vương gia, đây là một thế gia cổ lão, đứng ở bên ngoài vương gia, toàn bộ vương gia khí thế hào hùng, để cho người ta vì đó lùi bước, người chưa từng gặp qua sự kiện lớn thậm chí không dám bước vào vương gia. Lúc này, sơn môn vương gia mở rộng, toàn bộ vương gia yên tĩnh, không có thủ hộ cường đại, không có xâm la yếu tắc, tựa hồ giờ khắc này toàn bộ vương gia là mở cửa đón khách, chỉ bất quá, ở bên trong vương gia không nhìn thấy một bóng người. Đại gia tộc giống như vương gia, có thể nói là đệ tử hơn vạn, môn hộ gần ngàn, nhưng mà, hiện tại một cái vương gia thật lớn như thế thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có, để cho người ta không khỏi cảm thấy dùng mình. Lý thất dạ đứng ở bên ngoài sơn môn vương gia, phóng nhãn nhìn ra toàn bộ vương gia, không khỏi nở nụ cười. Đông đảo tu sĩ chạy đến xem náo nhiệt đều xa xa nhìn, không người nào dám tới gần vương gia, thậm chí có môn phái truyền thừa mở ra thiên kính, chiếu sáng phiến thiên địa này, muốn xem lần phong ba này nên kết thúc như thế nào. Thủ đoạn lý thất dạ diệt đao đế tông đã để cho người ta dùng mình, để cho người ta lưng phát lạnh, lúc này, rất nhiều người đều mong mỏi cùng trông mong, đều muốn nhìn lý thất dạ đến tụt cùng sẽ dùng thủ đoạn như thế nào diệt vương gia. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.